chương trình hôm nay, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin về Học viện EAC tại Singapore. Học viện EAC là một trong những trường tư hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi các nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu châu Á với mục tiêu là đào tạo nên những thế hệ doanh nhân xuất sắc. Và tại đây thì sinh viên được hướng dẫn và cố vấn bởi các nhà doanh nghiệp tầm cỡ trong mạng lưới EAC. Sinh viên theo học tại trường thì luôn được trải nghiệm trong một cái môi trường giáo dục xuất sắc với những cái phương pháp giảng dạy hiện đại và sinh động. Sinh viên cũng luôn được quan tâm tạo điều kiện học tập và giải trí tại trường, và trường cũng tập trung đào tạo các lĩnh vực như là về doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, tài chính và đầu tư. Và Học viện EAC là một trong những trường tư đầu tiên tại Singapore khi vinh dự nhận được chứng nhận cao nhất về giáo dục, đó là EduCert 4 năm. Ngoài chứng chỉ SQC thì Học viện EAC là trường tư đầu tiên tại Singapore nhận được chứng nhận và xuất sắc. Và ngoài ra thì học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc có kết quả học tập tốt, đó là được hoàn lại 10.000 đô sinh đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô sinh đối với chương trình thạc sĩ. Dành cho những bạn sinh viên có kết quả học tập là đạt 75% số điểm trở lên cho mỗi môn học và đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và Angel Funding đã được tài trợ bởi đề án kinh doanh khả thi tại Singapore lên đến 100.000 đô la sinh. Các chương trình học tại trường, có khóa học Anh ngữ dành cho những bạn sinh viên chưa đủ điều kiện Anh văn đầu vào. Với cái thời gian học là 8 tháng, học phí cho khóa này là 7.000. Ngoài ra thì trường cũng có các chương trình như là dự bị đại học dành cho những bạn hoàn tất lớp 9 hoặc là chưa tốt nghiệp lớp 12 với điểm IELTS là 4.5. Chương trình O-Level đối với dành cho những bạn là hoàn tất lớp 9 đủ 14 tuổi. Chương trình cử nhân thì hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam, điểm IELTS của bạn là 5.5. Và điều đặc biệt đó là sau khi hoàn thành chương trình tại trường thì bạn sẽ được nhận bằng do trường đại học và University of Greenwich hoặc là qua học tên của anh được cấp. Đối với chương trình thạc sĩ thì bạn cũng nhận được là do trường University of Greenwich và trường qua học tên của anh điều kiện đó là bạn phải tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và điểm IELTS thì từ 6.0 cho đến 6.5. Mọi thông tin thắc mắc về trường, thủ tục hồ sơ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại thì Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn.